Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn làm phô mai tại nhà nhé. Phô mai thì mình sử dụng đây là 2 lít sữa. Sữa này là sữa đặc nguyên chất các bạn, sữa từ bò chưa chế biến đó các bạn. Sữa nhà người ta nuôi bò đó, xong rồi quát ra luôn là chưa qua chế biến gì hết đó các bạn à, sữa nguyên chất á. Bây giờ mình bắt đầu nhé. Bây giờ mình sẽ đổ vô trong cái xô. Bây giờ mình đậy nắp lại và để nhiệt độ phòng là khoảng 25-30 độ C nha các bạn. Rồi mình để 2 ngày. Các bạn ơi, cái phần sữa này á, sau 2 ngày nó đã lên men. Thì bây giờ các bạn coi nè, bên trong nó làm sao nha. Thấy không các bạn? Nó là một cái bán sữa ở trên nè. Đó. Bây giờ mình nấu nó nha các bạn. Giống tàu hũ quá ha. Cái vàng vàng ở trên này là bơ các bạn nè. Cái vàng vàng ở trên đó. Giống tàu hũ. Cái cặn sữa của mình nó sôi lên này, mình lấy cái muỗng á, mình quậy nó lên cho nó đều á các bạn, cho nó nóng đều, nóng ở nhiệt độ là 80 độ C nha các bạn. Cái quán sữa này này các bạn, nếu mà chịu khó làm á, rất là tốt cho sức khỏe, rất là giàu vi canxi luôn. Ở cho mẹ mà đang mang thai á, với lại cho em cho bé tầm khoảng 2 tuổi á, 2 tuổi trở lên thì rất là nhiều canxi, giúp bé là phát triển chiều cao rất là tốt. Nên các bạn nào mà cứ mà thích á thì cố gắng nấu để mà cho con mình ăn ha. Còn mẹ bầu thì cũng ăn để bổ sung canxi. Khi mà nó sôi lên thì nó rất là thơm nha các bạn. Bây giờ mình nấu xong rồi mình đổ qua trên cái khăn nha các bạn. Cái khăn nè. Đổ vô mình lọc nước đó.
các bạn, cái nước sau mình lọc nè, đó mình bỏ đủ cái nước đó nha, mình chờ nó, bây giờ mình chờ cho nó ráo hết cái nước này các bạn, sau đó mình sẽ treo nó lên như thế này nhá, treo nó lên ở đây cho nó chảy hết nước, khi nào nó chảy hết nước là xong nha các bạn, đừng để nó quá khô nhá. Nấu quá nóng thì nó sẽ cũng bị khô, nhưng mà khi mà các bạn mà để chắc nước như vậy nè, nó quá khô thì cũng cũng không ngon luôn. Nên các bạn cố gắng cho nó liều lượng cho nó vừa phải. À các bạn ơi, thì bây giờ cái phô mai tươi của mình đã xong rồi nè. Đó, rất là thơm các bạn à. Giàu canxi lắm các bạn. Nếu mà mẹ nào mà đang mang bầu hoặc là có con nhỏ đó thì hãy nên bổ sung cái phô mai tươi này nè, rất là giàu canxi, rất là tốt. Thì ở đây người Ukraine họ ăn phô mai tươi này á, thường á, là ăn với lại cái cũng là sữa lên men này nè các bạn, sữa lên men này và đường, hoặc là làm bánh các bạn à. Mình thử nhé. Và đường mình đổ đường, hoặc là để làm bánh á các bạn, ăn rất là ngon. Ngon. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Các bạn nếu thấy bổ ích thì hãy nhấn đăng ký, subscribe để ủng hộ của mình nhé. Và được xem video mới nhất nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.